Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma và tất cả các bạn này khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn để kể về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com Còn đó không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 và một cách thứ ba là mọi người cũng có thể là trừ về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên uh, đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó một người vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện không mọi người nhé <laughs> Và còn nếu bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đã ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình để giúp đỡ hoàn cảnh đang khó khăn à mọi người ha. À, thế rồi bây giờ mình sẽ rất mùi là mình sẽ vào truyện luôn bởi vì đây là cái tập truyện buổi trưa nha mỗi một ngày như vậy là mình sẽ kể hai tập truyện để phục vụ cho cả nhà một tập vào buổi trưa và một tập vào buổi tối mọi người nhớ là xem hai tập một ngày giúp mình hen rồi thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một chị, chị này tự do làm cũng uh, dính líu một phần đến ba của chị, hình như là chị cũng không có muốn um, uh, uh, kiểu như nhắc cái tên mình lên trên chuyện đó. Thì bây giờ mình xin phép uh, đặt tên cho chị này, chị tên là chị Giang đi mọi người ha, chị Giang á, mình, mình kêu là Giang Giang cho nó dễ nha. Rồi thì chị Giang á, chị có um, kể câu chuyện như này nè năm năm nay á, là chị cũng đã ngoài 30 rồi được cho đặt ra đúng là chị chỉ lớn mình một vài tuổi thôi nhưng mà thôi kêu bằng bằng chị đi cho nó dễ nha rồi thì quê của chị thì ở dưới long an thì chỉ nói là từ xưa đến giờ là chị sinh ra và chị lớn lên ở long an nói về ba mẹ của chị nha thì à, mẹ của chị đó thì nói chung là cả hai người đều xong kiếm học bích với nhau và là rất là giỏi mẹ chị ngày xưa là làm bộ đội đó và cũng à, có một chút xíu cái chức quyền này nọ đồ trong trong quân đội rồi sau đó bắt đầu là về hưu còn ba thì lại là một cái người kinh doanh là cũng có đầu óc kinh doanh thì nhờ cái những cái mối quan hệ của mẹ là là trong còn trong môi trường quân đội và cộng thêm cái tài kinh doanh của ba nó thành ra là khi mà bạn khi mà 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 chị Giang chỉ còn nhỏ đó là cuộc sống của chị rất là khá giả à, có như là chị muốn cái gì là chị có cái đó là từ trời ơi cách đây mà độ khoảng cỡ mười mấy năm trở về trước mà bà đi học á mà ở dưới Long An nghe không mà bà đi học bằng xe hơi đó thì biết cỡ nào tuy nhiên thì bắt đầu là cho đến cái thời điểm đó thì à, mà ba với mẹ là cũng có rất là nhiều đất à, đất ở trong trung tâm ở, như mình gọi là thành phố tân an ở tỉnh long an đó là cũng có một vài miếng đất ở đó nghe không rồi thậm chí là mua đất dưới mỹ tho gần đó cũng có nghe không rồi những cái đất ở ngoại ô ở long an cũng có luôn đó nhiều đất nhiều đất đai đó mọi người ơi nhưng mà đến cái năm đó cái năm mà khi mà chị lên lớp 9 á thì bắt đầu là lúc đó chị còn nhỏ chị vô tư lắm mọi người ba à, ba chỉ biết là là xin tiền ba mẹ đi học rồi suốt ngày đi đàn đúng bạn bè đi chơi không quan tâm đến gia đình nhiều nhưng mà sau này rồi thì chị mới biết là khi nào mà cái năm chị học lớp 9 á là bắt đầu là ba của chị Là bắt đầu là có nghe lời người ta Trong một cái lần là có đi qua Bên Tho Mo Để mà Tho Mo thì kiểu như là biên giới Campuchia để quýnh bài đá gà đó Thì có đi một lần là đi chơi đấy. Đó đi chơi với bạn bè Rồi lúc đó ba ông cũng rủng đỉnh tiền Nghe nói đem thời điểm đó mà đem đâu mấy chục triệu Rồi đó. đó hai ba chục triệu thì qua chơi cho biết nhưng mà từ lúc đó rồi bắt đầu là ba của chị rất là ghiền đó thì bắt đầu là cờ bạc này đó thì chỉ trong vòng vỏn vẹn là ba bốn năm tới ba năm mấy thôi là đến khi mà chị lên tới lớp 12 rồi đó nghe đó làm tán gia bại sản luôn À, là bán được cái nhà nào bán nhanh được là bán liền cái đất nào bán nhanh được là bán liền để mà chơi đó thì lúc đó bắt đầu là mẹ của chị thì do là đây là một cái người phụ nữ rất là cá tính đi bộ đội mà mặc dù rất là thương mẹ nói là mẹ rất là thương ba chứ không phải là thương nhưng mà mẹ thương là thương cái người ba lúc trước kìa chứ còn một cái người ba bây giờ không thương vợ thương con suốt ngày đi cờ bạc này nọ nọ kia là mẹ dứt quyết là vừa kiểu như là cho mẹ mẹ chịu đựng khoảng cỡ một hai năm thôi là quyết định là ly hôn ly dị liền luôn ba không chịu ký là mẹ đơn thân mẹ ly dị luôn đó thì bắt đầu rồi thì bắt đầu là cũng ly dị và chia đôi tài sản à, thì lúc đó thật sự là tài sản cũng không còn gì nhiều thậm chí là cái căn nhà đang ở cái sổ đỏ cũng đã nằm trong tiệm cầm đồ rồi đó tuy nhiên thì lúc đó thì mẹ cũng nói là mẹ cũng may mắn mẹ mẹ là một người rất là giỏi là trong những lúc mà hai vợ chồng đang làm ăn như vậy đó là mẹ cũng đã tích góp riêng nôm na giống như là quỷ đen mẹ cái đó là mẹ có giấu ba À không phải là không chung thủy ý là, ý là cũng giấu ba là nghĩ là sau này ví dụ mình có con gái là bà 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 Giang nè, sau này lấy chồng thì nhầm khi ví dụ như có của hồi môn cho con hay là cho, cho cho cháu ngoại mình, đó là mẹ có giữ một số tiền nhất định. Thì khi mà chia ra như vậy rồi thì cũng được cái là cũng còn dư được một miếng đất cái lý do tại sao dư miếng đất này tại vì cái miếng đất này nó nằm ở vùng sâu vùng xa nó nằm ở hốc bà tó đó là ba ông đã kêu bán để ông bính bài luôn mà tại vì ông kêu bán lâu quá chưa có người mua rồi cái chuyện ly dị nó tới trước thành ra là miếng đất đó là chưa bán được bắt đầu là miếng đất nó mới thuộc về sở hữu của mẹ đó là tò hội quyết định trời ơi cái miếng đất này đó để mình nói chuyện sơ sơ thôi ai mà ở miền tây nghe diễn tại diễn tả rồi là biết nó sâu cỡ nào cái miếng đất này á là nó nằm ở rất là gần nó nằm ở trong một con hẻm nha đi vô con hẻm này nha thì cái miếng đất này nha là nó nằm kế bên một cái rạch à cái một con rạch ở dưới quê hay là con rạch con mương này nó đã à, thì từ con rạch này chỉ cần đi tới khoảng chừng cỡ đâu gần tới 100 trăm mét thôi là ra đến sông vàm cỏ Nói đến đó thôi là chắc mọi người biết là cái, cái, miếng đất nó nằm sâu cỡ nào rồi Nói sơ sơ về miếng đất này để mọi người thấy được cái tài kinh doanh của ba Được cho là ngoài lề thôi mà nói sơ sơ mọi người hiểu Là lúc trước ba mua cái miếng đất mà này đó Miếng đất nhỏ là lúc đó là cái miếng đất nó độ khoảng cỡ 200 mét vuông thôi và nó được lên thổ cư nhà nước cho phép lên thổ cư à lúc đó đang đất trồng cây lâu năm đất nông nghiệp mà nhà nước đang uh, kêu lên đất uh, đất thổ cư ba ổng chưa lên ổng chưa lên vội ổng mua miếng đất xong 6 tháng sau ổng lần mò lần mò bắt đầu ổng đổ cát ổng lấn à ổng lấn cái đạch đó lấn cái dòng sông cái đạch đó ổng lấn từ từ thì từ 200 trăm mét vuông nó nở lên năm sáu trăm mét vuông đó rồi lúc đó bắt đầu là ba mới lấy cái hiện trạng đó Ba mới đi làm sổ đỏ cuối cùng từ miếng đất 200 mét vuông Nó lên miếng đất 600 mét vuông và được cấp sổ đỏ luôn À làm sổ đỏ sổ hồng là nhà thổ cư được xây nhà luôn đó Để để mọi thấy là cái sự mà gọi là làm ăn của ba nó, rất, rất là nhảy bén đó thì thôi quay lại câu chuyện thì vẫn còn dư được miếng đất như vậy thì à, à, cộng thêm cái số tiền mà để dành á thì bắt đầu là mẹ bà cũng về bà cất được một căn nhà cũng tương đối là khang trang chứ không phải là là sụp sẻ đâu là cất nhà mới luôn À, là bắt đầu là mới cho bạn này bạn ở thì lúc đó là bạn đang lớp lớp 12 rồi thì bạn chỉ kịp ở căn nhà mới đó độ khoảng có một tháng hai tháng à chưa gặp chuyện mai gì thì bạn phải bắt đầu là ruộng đồ đi lên trên sài gòn để mà đi học đại học mà lúc đó thì giang nói là chị giang chị giang chị nói là, chị học cũng tương đối là cũng được thành ra là cũng vô đại học này nọ đồ mẹ cũng lo cho hết á rồi ba ông vẫn chu cấp tiền à, là lên đại học học thì học suốt uh, mấy năm trời rồi chơi mấy năm trời đó, đương nhiên là lễ tết này nọ đồ cũng về rồi ở nhà của mẹ là không có bất kỳ một chuyện gì xảy ra thì cho đến cái lần hôm đó lúc đó thì chị cũng đã uh, ra trường rồi và chị có đang quen một cái người yêu hiện tại lúc đó và bây giờ đang là chồng của chị luôn đó thì bắt đầu là trong một lần thì chị có đi về quê chỉ chị, chị mà chị chơi thì uh, trước khi mà chị về quê độ khoảng cỡ hơn một tháng là nó có một cái chuyện xảy ra mà mẹ cũng giấu tại vì cái tánh của mẹ là bả lại là có nghĩa là bả tin có ma nhưng mà bả không tin là con ma có thể giết được bả con ma có thể đụng chạm tới bả con ma có thể làm bả bệnh này nọ đôi khi là bả không hề tin tại vì bộ đội mà trời ơi cường tráng này nọ đồ dữ lắm đó xong rồi đó lúc đó bắt đầu chị nói là khi mà chị về mọi thứ cũng bình thường thì à, bị cái là khi mà chị về đây đó lý do chính mà chị về quê á, là lần đó là tại vì chị gây lộn với người yêu của chị rất là nghiêm trọng đó gây lộn mà còn ghen tuôn này nọ đồ dữ dằn lắm thì ngủ được hai ba đêm trong phòng á đến cái tối hôm đó bắt đầu là vô chuyện ma nè bắt đầu tối hôm đó thì chị bạn bạn trai ổng cứ gọi hoài đó thì bắt đầu là chị thì lại sợ là mẹ của chị nghe được cái cuộc cái lộn tại vì mẹ chị lại rất là thích cái người bạn trai này sợ là bảo binh giật bà không binh con con ruột mà bà binh con rể lại chết mẹ rồi đó xong chị mới nói thôi thôi bây giờ nói cãi qua cãi lại ngồi đứa mẹ bà nghe là cỡ nào bà cũng kêu mình xin lỗi ổng hết trơn á mà cái tôi của đàn bà mà dễ gì mà xin lỗi đàn ông chứ được đó cái chị mới lén chị ra ngoài chỗ cái hàng hiên á đó và chị nói như vậy là cái đêm đó là cái đêm trăng nó rất là sáng luôn trăng rất sáng à chị ngồi không cần bật cái đèn ngoài hiên luôn mà chị nhìn thấy được rõ hết trong ngoài cái hiên như hiên nhà như vậy thì chị bắt đầu là chị ra ngoài hiên là chị đóng cửa kính rồi bắt đầu là chị đang ngồi rồi thanh minh thanh nga rồi ha em đã nói rồi anh như vậy là không có được đó. đó trời ơi sao anh trách em được trời ơi lúc trước em có nói gì anh đâu đó là mình biết rồi phụ nữ mà khi mà đã kiếm chuyện rồi là trời ơi dữ lắm thì lúc đó là đó là khoa học bình thường thôi là trăng nó rất là sáng được chưa tuy nhiên là có một cái đám mây đen đó, à, trời nó triển triển hay sao không hiểu là nó mới che lấp đi mặt trăng mà kiểu giống như là mà mà mây nó bay khá là nhanh á mùi tưởng tượng không thành ra là cái ánh sáng nó đang sáng như vậy tự nhiên nó tắt lẹ luôn giống như là nó mờ lại chỉ trong vòng điểm một hai ba bốn năm là nó mờ liền á đó nó kỳ như là cái, đám mây nó che bóng trăng rất là nhanh đi mày thì bắt đầu là đang em nói anh rồi này nó thì quay qua quay lại đang còn sáng thì em nói anh gọi vậy, vậy. ngẩng mặt lên cái thấy tự nhiên cái sân nó tối thui à lúc đó nó ủa chị nói ủa sao tự nhiên nãy trăng sáng lắm mà không lẽ ông mặt trăng ông đi đâu thì chị mới ngẩn là chị dòm chứ nó à thì ra là mây đen nó che ánh trăng thì ngay bất thì lúc đó luôn chị nhìn chị thấy như vậy xong thì vẫn còn đang cầm điện thoại mày bắt đầu là chị mới ngó xuống chị dòm khi mà chị ngó xuống chị dòm trước nhà như vậy trước ngay trước cửa nhà của chị luôn á ngay chỗ mà cái lối đi đường mòn phía trước trước cổng nhà chị thấy là có một cái người phụ nữ cái người đúng ra là cũng phải là con gái đó cũng bằng bằng tuổi chị thời điểm đó hai mấy tuổi thôi ở phía trên thì vẫn còn rất là bình thường được cho từ cái phần ngăn ngực trở lên mặc một cái áo sơ mi mà cũng hơi ngà ngà à tóc cũng dài dài mà cũng hơi đói đói được chứ mà cũng rất là bình thường vậy thì cái người phụ nữ nó đang đi ngang qua như vậy nè thì tại vì có những cái bụi bông bụp tại vì mẹ của chị rất là thích trồng cây thành ra là có hàng rào bông bụp đó thì cái hàng rào bông bụp nó cao tới ngực người thôi thì nhìn từ cái ngực thấy nó cũng bình thường nhưng mà khi mà đi ngang tới cái cổng nhà chị á thì cổng nhà chị là bằng cây nó xuyên thấu qua được thì chị nhìn cái người đó trời nó ơi từ cái phần ngực trở xuống nha nó nát bét à nó nát bát y như là bị xe cán mà cán qua cán lại chắc cái chục lần á nó y như là nước mía mà ép tới ép lui vậy đó nó còn cái xác không nó kiểu như vậy đó trời ơi nó nát mà nó rất là thấy gớm mà nó dẹp lép như vậy vậy đó đó thì vừa ngay lúc đó bắt đầu là mây đen nó lại bay khỏi ánh trăng tức là mây đen che ánh trăng độ khoảng cỡ 10 giây thôi không biết đó là phải sự trùng hợp hay là thật tình là con ma nó điều khiển được mây không biết nha đó thì vừa mới thấy bắt đầu chị bắt đầu còn còn bên kia ông bạn trai alo anh đang nói chuyện nghe em làm gì alo alo thì bà, bà, ở đây bà giang bà cứ hơ, hơ. bà cứ gì đó đó thì khoảng cỡ một hai giây sau cái uh, mây nó bay đi ánh trăng nó sáng lên thì bắt đầu là y như chúng ta bật cái đèn mà nó sáng từ từ đó thì ánh trăng vừa rội xuống mặt đất vừa sáng lên thì cái bóng kia cũng hoàn toàn biến mất nhưng trong khoảng cỡ gần một giây chỉ là trong một khoảnh khắc cái bóng nó trước khi nó biến mất đưa tay lên chỉ mặt chị gì nè tưởng tượng được không đã chị nói bắt đầu thấy sáng là thấy đang cái bóng đang bờ 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 tự nhiên đưa cái tay mà đưa rất là nhanh cái bóng đang cái, cái, dáng người đang đứng như vậy đó không ở phía trên bình thường nha từ ngực phía từ từ ngực xuống bị nát hay không thì vừa đang từ từ tan biến cái đưa cái tay lên chỉ chị thiệt là lẹ như vậy nè rất là nhanh rất là thật chỉ 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 vô mặt diện cái bắt đầu phục cái là biến mất tiêu đó bắt đầu chị chị sợ rồi chứ ngày mai nói chuyện cúp máy xong cái chị lủi đi vô trong phòng của mẹ chị ngủ chung với mẹ đó thì tại vì phòng của chị là có phòng riêng từ năm lớp 12 khi mà cất cái nhà này là mẹ chị đã cất cho chị cái phòng riêng rồi từ trước đến giờ chị về là chị toàn ở trong phòng riêng nhưng mà lần này vì quá sợ chui vô nằm ngủ chung với mẹ luôn à rồi thì đương nhiên là mẹ bố cũng không có tin cái gì đâu được chơi để bắt đầu là đến sáng hôm sau chị mới ngồi chị kể lại à đó là cái phần đầu tiên của chuyện nha chị ngồi chị kể lại hết như vậy luôn xong cái mẹ bá nói trời đất ơi thì uh, mẹ bá biết chuyện mà nói gì nè thì trước khi mày về đây 1 tháng là ở đây bắt đầu là người ta có múc đất gì nè mấy người, người ta cái chỗ cái đường đặt như mình nói đó người ta tới người ta cào cát này đó kia thì sẽ có những chiếc máy cài tại vì cái đường nó quá nhỏ đi nên thành ra là xe ben lùi vô chở cát không được người ta mới dùng những chiếc xe máy cài mà máy cài ben nha là, là việt nam mình có những cái chiếc đó đó hay lắm nha đó là kỹ sư việt nam mình cũng ghê gớm lắm xe máy cài mà chế cái cái đồ ben phía sau luôn đó thì bắt đầu là cũng chạy tới chạy luôn mà cái đường nó nhỏ lắm có nghĩa là cái chiếc xe cái chiếc xe máy cài đó mà vô con đường đó rồi đó là không ai có đi ngang được luôn nó bích chịch luôn mà cái bánh của cái chiếc xe máy cài thì mọi người biết rồi nó nó bự mà những cái gai của nó nó nhô rất là cao lên đó thì đó là một cái một cái bạn một cái một, một cái đứa con gái trong sớm mà đã nghỉ học từ đó là lâu rồi đó thì không biết chạy sao lưng tưng lưng tưng mẹ con không biết luôn mẹ nói là mẹ đang ngồi trong nhà cái mẹ nghe cái tiếng hét lên liên à, hét con gái, à, chết rồi, chết rồi, chết rồi Bắt đầu là mẹ giọt chạy ra, bà con trong xóm cũng chạy ra Thấy là cái bánh xe máy cài mà nó chèn ngang qua cái người của cô gái luôn Thì tưởng tượng đi, là nó nát rồi nhưng mà Giống như là trong vòng khoảng cỡ đâu 5, 5 10 giây, 20 giây cuối cùng Thì cái cô đó cổ vẫn, cô, 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 rồi là lúc đó mới chết Chứ không phải là cán cái là chết liền thiệt nha đó là mình cán mặc dù là bị cắt cắt nửa người luôn nhưng mà khoảng có một vài giây gì đó là vẫn có thể là ơ, 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 cái não mình nó nó kiểu như, như mà sau đó là chết đó thì rồi bắt đầu thì cũng chôn cất rồi bắt đầu là cái, cái chỗ mà đào cát đó, đó là bị bị định 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 chỉ luôn không có cho làm luôn tại vì nó nó mất an toàn ngày nào nó kia đó rồi sau đó thì đám ma tất cả bọn nó đi mẹ bà có tin ma gì đâu à, bà không có tin là ma nó làm gì mình được kiểu vậy đúng không cái cũng thôi Ừ, rồi xong cái bắt đầu thì mẹ bà kể ra như vậy rồi thì bắt đầu còn chị Giang chỉ còn nhớ rất là rõ đó trời ơi mẹ ơi vậy là ma mẹ vậy là chết trước cửa nhà mình luôn á mẹ ghê quá mẹ cái thì ma thì ma chứ mà trời đất ơi đó, đó sao mà làm gì được mình mẹ ơi thì nhiều khi mày về đây mày mệt mỏi rồi mày, mày, khùng điên một hai giờ mày ra rồi đó mày ngồi rồi nó hiện cho mày thấy vậy thôi lập lờ lập lờ vậy thôi chứ nó có làm gì được mình đâu đó là như tí mẹ cái tánh mẹ bả lạng vậy đó đó nhưng mà rồi nha cái lúc đó bắt đầu là tới chiều hôm đó là chị đi về sài gòn tại vì lúc đó cũng làm về với ông bạn trai rồi ông bạn trai ông xuống tới nơi ông rước về luôn ăn bữa cơm với mẹ nội rồi xin rước à, bà 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 giang về sài gòn để mà tiếp tục học mà làm rồi thì sau đó cái bắt đầu là mẹ bà ở nhà sau này mẹ, mẹ bà kể lại mẹ mới nói là tới khi mà bà giang bà đi rồi đó mẹ bà bực quá giống như cái kiểu mà à là đất này là đất của mình mình cất nhà mình ở đây mà con mình nó về nhà chơi mà mới bị ma hù tánh bả đều tánh bộ đội bả cũng dữ dằn mà bả tức quá đi cái bả mới lúc đó là mẹ bả kể nhân là gian vừa đi nó khoảng chừng có một tiếng đồng hồ sao cỡ 6 giờ mấy bả đứng bả mới chỉ ra ngoài cổng bả kêu á bả chửi thề nha mới kêu đụng mẹ mày bây giờ đó, nhà này nhà tao tao cất cái nhà ở đây con cái tao về lâu lâu nó về chơi với tao đó mày bị uh, mấy cài cán mày chết rồi thì thì thôi đi đám ma mày tao có qua tao đi tao phúng điếu đàng hoàng mẹ mày bây giờ mày bây giờ, giờ mày, mày hù chọc nó mày mày có ngon mày làm mày giỏi tao tao không có tin đâu thiệt tao mày nghe đó đó mày ngon mày làm gì mày làm tao nè mày đừng hù con gái tao nghe không mày đó à, là tánh mẹ mày chửi vậy đó xong cái bắt đầu nha qua mấy bữa sau là lúc đó là mẹ bắt bệnh bà bệnh mà hàng xóm người ta qua người ta thăm người ta đưa đi bệnh viện luôn á mà mẹ bà không kể lại với bà giang mãi cho đến, đến khi cái người hàng xóm hỏi giống như là mẹ bà nằm bệnh viện bà mệt đó xong cái người hàng xóm lén lấy điện thoại là lấy số điện thoại gọi đó, đó là kiểu như vậy đó bà giang ơi mẹ con bệnh này nọ nào kia lắm con về con thăm nghe hôm mẹ con không có cho gì nói với con là bà giang mới mới tức tốc bà bắt xe bà chạy về à hỏi làm sao vậy mẹ sao mẹ bệnh vậy mẹ chứ mẹ nó cũng không biết nữa à, tự nhiên con vừa về qua hôm sau mẹ bệnh hỏi riết rồi bắt đầu là mẹ bà mới nói ừ tại chứ chắc mẹ chửi nó nó làm mẹ như vậy nó trời đất ơi mẹ ơi giờ vậy mà mẹ còn không tin người ta chết quan chết đứt mới hai mấy tuổi đầu bị mấy cài cán đứt người như vậy rồi, rồi. mà mẹ còn chửi người ta nó ai biểu hả nó ghẹo mày làm chi nó ghẹo mày giết rồi mày không dám về đây mày không dám về quê tao buồn tao ở nhà thu thủi mình tao buồn đó đó là như vậy mọi người rồi thì đó là phần đầu câu chuyện thì sau đó đương nhiên thì à, cũng về bắt đầu là cũng à, cúng kiến được chưa cũng cúng kiến này nọ đổ lên không rồi thì bắt đầu là do là mẹ bà bệnh tới bệnh lui hoài đó thì bạn mới quyết định là bạn mới tạm ngưng công việc bạn mới xin nghỉ là hai tuần đó là bạn coi như là dọn đồ Rồi về ở chung với mẹ thời gian cho mẹ bà đỡ đỡ cái đảm thì bắt đầu khi mà bạn về đây bạn chăm sóc mẹ thì nôm na là mẹ không còn bị chọc nữa mà bắt đầu là cái dòng hồn nó đổi đối tượng qua bà giang và ghẹo bà giang rất là nhiều luôn và có thêm một cái chi tiết nữa mọi người nhớ là lúc này đó là chỉ có đem cái con chó của chị lúc đó là chị có nuôi một con chó mà dạng chó kiển nha cũng cũng tương đối là nó vừa tiền bạc thì mình nó không nói nhưng mà nó cũng vượt mắc tiền mà nó chỉ còn có vừa có tình cảm với nó nữa do chị về đây hai tuần đâu ai trông coi đâu là đem về nuôi đó là con chó nó cũng hiền chó kiển mà nó 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 đâu có gì đâu đó rồi thì bắt đầu chị nói là khi mà về đây độ khoảng chừng cỡ đâu ba bốn ngày sau thì chị có gặp một cái hiện tượng như vậy mà giữa ban ngày ban mặt chị nói cỡ 11, 12 giờ trưa trời nắng đổ lửa thì mặc dù biết là trong nhà chị là có gắn máy lạnh nhưng mà lúc đó là giống như cái kiểu máy lạnh đó mọi người là lâu quá thì mẹ bả cũng không có đi nhiều đó đó rồi, 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 rồi máy lạnh nó bị dơ hay là nó làm sao nó nó thì nó không có đủ cái hơi lạnh nữa thành ra dù là 12 giờ trưa nhưng trong phòng nó cũng gọi là nó hơi hầm hầm nó hơi bí bí như vậy nè rồi thế bắt đầu là chị mới ấy bắt đầu là chị mới ẩm con chó là chị ẩm con chó chị ra ngoài chỗ cái cũng sàn lãng cái phía trước bạn vậy sàn lãng ý là cái 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 trước nhà đó chị còn chị chơi thì lúc đó là mẹ chị là đang đi làm mẹ chị thời điểm đó vẫn còn đi làm nha vẫn còn công tác trong môi trường ấy nhưng mà dưới làm phụ phụ đó, tại vì về hưu rồi chỉ là lên làm chơi chơi làm công việc thêm như vậy đó không rồi thì chị nói á, là chị đang nằm như vậy bắt đầu là chị không có than ra mà chị nấu trong bụng trời ơi cái trời gì mà nóng quá cái trời gì mà nó nực quá đó là chị đang nghĩ nghĩ trong bụng chị nghe rõ lúc đó đang nằm đại lất luôn chị nằm đại dưới đất như vậy nè con chó nó nằm kế bên nó nằm kế bên chị chị ôm mà vuốt ve nó nghĩ nghĩ trong bụng bấm bấm thôi rồi sao trời nóng quá trời nóng quá nghĩ trong đầu nha thì đang nói đang nghĩ trong đầu phải xong nghe rõ ràng một cái giọng nói kế bên lỗ tai trời nóng quá ha à là nghe mà ba mấy, mấy, mấy chữ thôi trời nóng quá ha bốn chữ trời nóng quá ha thì ngay lúc đó chị còn cứ tưởng đâu là hàng xóm láng giềng hay là mấy bà chị hàng xóm qua nói chuyện chơi còn chưa kịp định thần thì quay người lại là đầu tiên là chị nói là không thấy ai đứng kế bên mình là cái thứ nhất nhưng mà liền tù tì lúc đó luôn là cái con chó của chị chó kiểu chị á mà chỉ nói là trời ơi đứa cho nó hiền dữ lắm làm như con chó nó bị câm nó không biết sủa luôn vậy đó vậy đó ngang nó chạy một mạch ra ngoài cổng mà nó phóng một cái du nó phóng qua khỏi cái cổng cái cổng của nhà chị nó cao có một mét mấy à nó phóng một cái du qua cái cổng như vậy bắt đầu là nó chạy lại cách nhà chị được khoảng có 10 mét nó đứng nó sủa mà nó sủa mà giống như là lần đầu tiên nó trong đời nó sủa nó sủa gì nè đó và theo như chị biết là chính cái chỗ là cái chỗ mà cái cô gái kia cổ bị cán qua người bị máy cài cán qua người á rồi nó sổ nó gân nó sổ sổ à, nước miếng nó mà nó chảy như vậy nè. Nó chị phải chạy ra mà chị ẩm ra mà nó, nó thiếu điều nó muốn quay qua nó táp gì luôn á. Đó. đó là gì nó đang tập trung nó sổ thì chị đụng nó cái nó giật mình nó quay nó tính táp vậy nhưng mà nó thấy chị rồi bắt đầu là nó nó, nó, nó liếm 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 giống như vậy, nó hối lỗi chó nó có tính người lắm. Đó xong bắt đầu chị mới ẩm lên lúc mà chị ẩm nó trên tay chị ẩm nó về mà nó cứ cứ ngoái cái đầu đang sao nó cứ là, là nó, nó, nó cứ làm như vậy đó đó là chị cũng linh tính trong bụng mà trời đất ơi thứ nhất là cái giọng nói hồi nãy và cái thứ hai là con chó mà thường thường mình nghe nói là chó thấy ma đó chị nghi lắm nha mà cho nó trời ơi mười giờ trưa trời ơi mặt trời đứng bóng vậy đó mà ma quỷ này ném về quỷ luôn chứ ma cái gì đó đó là chị ẩm vô nhà không có dám ngồi ở ngoài nữa mà phải ẩm đi vô bên trong luôn đã rồi thì bắt đầu đến đến tối đó tối đó thì à, lúc đó chị cũng nói là chị cũng trách quan cho con 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 con, con chó như mọi người em tại vì chị nói là chị nuôi con chó thì nó cũng được hai năm rồi nó nó hiền mà giống như là mấy con nó không có quậy đó nó, nó hiền khô vậy đó mà tự nhiên mấy đêm sau chứ nó là cái đêm đầu tiên là ghê nhất à là sau khi mà cái buổi sáng mà chị gặp cái hiện tượng như vậy như tối đó chị nằm chị ngủ thì chị nói là chị có mang từ sài gòn chị mang về là chị mang đồ khoảng có một chục bộ đồ ngủ á đồ ngủ phi bóng đồ ngủ Doraemon đồ ngủ Hello Kitty tại vì ở nhà không mẹ chăm sóc mẹ mà ở nhà không có mình cái chân diện gì đâu đó mà những cái bộ đồ ngủ mà nó dạng mà nó có nút áo đó kiểu kiểu như sơ mi ngủ á đêm đó chị nằm chị ngủ đến khoảng cỡ đâu ba bốn giờ sáng chị muốn đi tiểu chị vừa ngồi dậy thôi chứ nó cái gì nó hơi lạnh lạnh chị dòm xuống dưới người của chị là nguyên một cái hàng nút áo nó bung hết trơn nguyên một hàng nút áo nó bung hết trơn nha bắt đầu chị giật mình Chị nó ủa sao kỳ vậy tự nhiên đi ngủ mà, mà mình, lăn lộn sao mà tự nhiên mình mình phành ra như vậy thì đương nhiên là đi khi đi ngủ đâu có mặc đồ lót bên trong đâu mình phành ra như vậy biết là bây giờ trong phòng không có ai nhưng mà con gái như vậy là cực kỳ mất nết chị mới ngồi vậy bắt đầu là chị mới mở hết đèn hết bắt đầu chị tính cài nút áo lại mở đèn lên thì không còn một cái nút áo nào trên áo luôn đó và cái 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 áo của chị nói là có bốn cái nút thì bốn cái nút mà cái dạng nút bự nút bằng, bằng 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 ngón uh, tay út như vậy nè ở bằng lóng đốt như vậy nè bốn cái nút đó nó đang nằm ở dưới đất hết trơn giống như có ai đó bực ra như vậy đó ai mà bực bức bốn cái nút áo nó ra như vậy đó đó là không hiểu lý do tại sao thì bắt đầu chị mới mà à còn thêm một cái quan trọng nữa thì lúc đó khi mà chị nhìn như vậy là chị nhìn ngay chỗ cái 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 cái, cái lằn ở giữa ngực như vậy nè ở giữa từ trên xuống cái đúng á đó. đó là nó có những cái vết trầy xước à có những cái vết trầy xước như vậy thì cái bắt đầu là chị mới liếc qua con chó à con chó cái lúc đó nó cũng dòm chị nó ẩn ẩn thì chị nghĩ là con chó của chị giống như kiểu như chị ngủ mê rồi nó lên rồi nó cắn nút áo chị bung ra rồi, xong rồi nó dùng móng chân nó cào cào ở phía giữa ngực vậy sao thì lại chị lại tưởng đâu là con chó đó thì chị cũng nhịn đi chị không, không có quýnh đó chị nói mày con ghét uh, ghiếc giờ được tên là kỳ đi ha kỳ ghét hư quá nha đã không có cho nằm trên trên nệm rồi tối lên nằm với mẹ rồi còn cắn cắn mẹ Xưng hô với con chó là mẹ con cái phải thay cái áo khác như vậy đó là như vậy ha thì bắt đầu từ đó mấy mấy bữa sau đó lâu lâu đó thì chị hay để con chó ở nhà đó là chị hay đi ra hàng sớm chơi đi mua đồ này nọ nọ kia những vật dụng cá nhân thì cứ chị cứ đi về cái là thấy con chó đó nó nằm ở trên giường mà cái bao gói cũng rách cái quần cũng rách cái áo cũng rách nút áo cũng bị bứt ra thì với cái tình cảnh đó ai cũng vậy cả mình nhìn như vậy thì mình cứ tưởng đâu là con chó đó mà, mà một cái điều quan trọng là khi mà chị về tới đáng lẽ con chó nó gặp chị chị nhốt nó trong phòng mà Đã, nhốt nó khoảng cỡ nửa tiếng 45 phút chị về là con chó nó phải rất là mừng không nó vừa gặp chị một cái thôi nó nghe mở đầu là nó <laughs> nó sợ đó nó vẫn nó vẫn đi bộ từ từ lại chị mà nó cứ nó là nó cứ như vậy nó rất là sợ mà nó nó quấn lại người chị mà nó rất là chậm chạp nó nằm dưới chân chị như vậy chị nè đó và lúc đó chị nói chị nghĩ lại chị rất là hối hận luôn tại vì à, lúc đó chị nhìn thì vậy chị còn bính nó nữa nữa trời đất ơi, sao mày con quậy dữ vậy kia lúc ở trên sài gòn con có quậy vậy đâu mẹ cũng để con mẹ đi làm mẹ để con nhà mình con nó có quậy đâu sao tự nhiên về con về đây con quậy dữ vậy con cắn hết đồ của mẹ hết trơn rồi nè cái nó cũng cứ ưng, ưng 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 à thì chị lại tưởng nó là ừ là con chó nó nghe mình chửi nó biết lỗi rồi chị lại càng chửi nhiều hơn thậm chí là còn lấy roi mây còn đánh đít nó bóp 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 nữa À là như vậy rồi Thì sau đó thêm một khoảng thời gian Cũng còn mấy vài ngày nữa Thì trong khoảng thời gian này mà chị nói là Cái hiện tượng nó cứ diễn ra như thậm chí là tối ngủ một đêm sáng vậy là quần áo Chị nó rách tới rách lui Tới nỗi mà đem quần áo từ Sài Gòn về mặc tính ở hai ba tuần chăm sóc mẹ Cuối cùng phải mua đồ thêm đi ra ngoài chợ Mua đồ thêm đem về luôn Chị bực quá trời bực rồi Bắt đầu là lôi đầu con chó đi ra Sau nhà cột vô. luôn à là cột ở đằng sau nhà như vậy là chị chỉ cứ nghĩ là do con chó của mình thôi đó đó thôi bây giờ đó, lên sài gòn phải gửi cho nó vô trường cho dạy dỗ lại nọ đồ ha nghĩ trong đầu thì cũng thương nó chứ không phải bỏ đâu chỉ là bực mình quá cột cho nó một hai ngày cho nó chừa thôi nhưng mà rồi lúc này là có thêm một vài sự kiện nữa nó xảy ra cái này chị nói là không biết có phải là chị bị nhập thật hay không hay là do chị bị mộng du hay là bị ma nó kiểu như trong mơ nó dắt chị đi chị không biết nha nhưng mà tự sau cái thời điểm mà khi mà con chó nó không còn nằm kế bên chị nữa đó à giống như là kiểu con ma nó chơi cái trò mà điệu hổ ly sơn hay sao không hiểu không à là con chó nó không nằm chung phòng của chị nữa mấy đêm liền luôn chị cứ giật mình một cái là chị nằm ở ngoài cái sân đó, đó. tại vì kiếp máy cài khi mà nó chèn lên trên người của cô đó khổ chết máy cài đi thường thường là để mà người nhìn là những cái ổ gà mà do máy cài để lại chúng ta nhìn chúng ta rất là dễ biết là cứ để đó nắng mưa nắng mưa nó thành nguyên cái ổ gà luôn chứ nó 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 chủng xuống như vậy nè là giật mình một cái là nằm ngoài cái hố đó à mà quần áo tôi rách rưới hết trơn rồi bắt đầu giống như là chị chui lỗ chó chị đi chứ không tại vì tối cổng rào nó khóa mà đó rồi quần áo rách rưới hết trơn ướt nhẹp hết trơn như vậy bắt đầu rồi, điến hồn bắt đầu là cũng chạy vô đó thì nói với mẹ chị thì mẹ chị cứ nói thật là mày nhiều khi mình mà bị mộng du hay là sao đó thì qua đêm thứ hai cũng vậy mà qua đêm thứ ba cũng vậy không gặp cái gì nha Thà dụ như mình gặp thì mình còn ước lượng mình biết trước được còn cái này không gặp tự nhiên đang ngủ thấy tự nhiên nó lạnh 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 hôi 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 tanh tanh mùi sinh mở mắt ra nằm ngoài cái hố đó. mà có phải đâu xa đâu trước cửa nhà từ từ cổng nhà quẹo qua có 10 mét này. mà ngay đúng cái vị trí mà cái cô gái đó cổ bị xe cổ cán mà xe xe cán như vậy thì mình nói với mọi người như vậy nè cái điều mà nó sợ nhất là cái gì Bây giờ đêm hôm tại vì cái đường đó là vẫn có xe tải này nọ đồ ra vô này nọ nọ kia mà. Lỡ như chị nằm ở đó như vậy đến lúc ví dụ như 3 4 giờ sáng, 4 5 giờ sáng đi. Máy cài hay là xe gì đó cũng cần biết mà nó đi ngang mà lỡ nó không thấy chị, nó chẹt một cái bạc một cái là có phải là chị chết y chang như cô gái kia không? Đó là cái điều đáng sợ mặc dù là không ai nói trước. Đây là cái điều mà giống như là chị phỏng đoán em. Tại vì ba đêm liên tục không có cớ gì mà họ cứ bắt chị ra ngoài đó nằm hoài đó là là một tưởng tượng câu chuyện nó là như vậy đó à, rồi bắt đầu chị sợ quá đi thì bắt đầu là cái lúc đó thì chị mới tại vì chị thì, 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 lúc chị còn nhỏ mà chỉ có quen biết bạn bè ở ngoài thành phố tân an á đó thì lúc này bắt đầu chị mới móc nói rồi nọ lại chị mới nhớ là cái năm mà chị học lớp 9 á là có một vài lần á là vài lần chứ phải là một lần là chị với 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 bạn của chị đó là có đi coi bói ở trong cái chợ Tân An có cái cô đó là cũ cũ vừa bán đồ trong chợ mà cũ vừa chủ vừa coi bói đó thì tại vì lúc đó chị không có biết mối quan hệ nào cả tự nhiên đùng cái nhớ tới vậy đó mà nó lâu rồi trời ơi lúc này bả ra đại học bây giờ bả nhớ tới lớp 9 là mấy năm trời giờ thôi liên hệ với nhỏ bạn đó ê nói chuyện qua lại đủ nhau trà sữa vậy đó xong cái uống trà sữa hỏi nó ê mày nhớ hồi xưa tao mày lớp 9 đi coi bói được không đã nó ờ nhớ trời vui mày ha trời ơi, lúc đó bả nói không nhận đúng thiệt trời tao nghe nói là bả còn trị mai trị quỷ đồ ghê lắm á nó ê giờ mày còn biết bả đâu không à xong cái nói chi mày gặp vụ gì thì chị cũng không có dám kể tại vì ai đợi kể chuyện nhà mình có ma mình nói cho thiên hạ nghe với lại cái đứa bạn này đó là mấy năm trời mới gặp lại ai biết bây giờ tính nết nó ra sao đó là mặc dù là nhờ người ta nhưng mà vẫn phải giấu à, vẫn phải là giữ kẻ chứ không thì, thì tới đó coi thì lâu quá à, hả? coi bói lại coi tại vì tao có thằng ghệ trên sài gòn nè thì coi để coi hai đứa đến được với nhau không kiểu như tình duyên gia đạo thôi đó thì bắt đầu là Cái, cái, cái con, con bé kia đó Thì nó cũng nói là Hình như tôi nhớ là mấy năm nay rồi Đó là cái bà đó Bà không còn bán trong chợ nữa Tại vì cái chợ càng ngày bán càng chậm Nhưng bà còn đâu vòng vòng Tân An á Có gì để tôi hỏi chứ Tôi nhắn cho Một hai ngày tôi nhắn cho Thì chị cũng yên tâm chị đi về Đó thì trong vòng một hai ngày đó Là cứ đêm như vậy là chị cứ Bị quăng ra ngoài cái hố đó mà không hề biết nha bây giờ chị ráng thức Mọi người tưởng tượng không là ráng thức cho tới ba bốn giờ luôn chịu không nổi rồi, rồi bắt đầu là chợp con mắt một cái là mở mắt ra nằm ngoài đó nó cứ như vậy vậy đó <laughs> đó rồi hai ngày sau thì bắt đầu là bạn của chị mới liên lạc đó là mới nói là à là có biết được cái thầy bây giờ cái cái bà thầy đó bà bán quán cà phê cốc thôi giống như kiểu mà bán quán cà phê rồi thêm cái thùng xốp ngoài đường như vậy nè nằm trên đường quốc lộ luôn cái khúc mà chúng ta đi ngang thành phố tân an đi xuống mỹ tho rồi đó đó là bán thêm khẩu trang thuốc lá đồ đó một cái sạp bình thường như vậy nhưng mà lại là một cái người cao nhân đã cũng đi coi bói lẻ tẻ lẻ tẻ đồ chơi ừ rồi bắt đầu là mới uh, nói như vậy xong thì bắt đầu là bà chị cũng tới thì khi mà chị tới xong chị mới kể hết cái câu chuyện ở trong nhà của chị mà chị gặp thời gian qua là như vậy thì bắt đầu là qua thầy bà cũng nhận lời và bà nói là đến chiều hôm nay là bà sẽ tới nhà để mà bà cúng lúc đó thì chỉ nói là nếu như mà mẹ bà có ở nhà đó thì chắc chắn là mẹ sẽ không bao giờ cho chị cúng kiến tại vì mẹ chị cũng ghét nhưng mà mẹ mẹ nói là cực kỳ ghét thầy bói luôn mẹ của chị đó, là ghét thầy bói cực kỳ bói ra ma quét nhà ra rác rồi mấy ông thầy bùa ngải ngú là mẹ bà không tin bà ghét dữ lắm luôn á đó để bắt đầu lúc đó thì chị mới về thì chị mới uh, cũng làm bộ cũng uh, nói nói với mẹ gì đó để mà ừ là cho mẹ ba đừng có về chị không lâu quá chị không có nhớ rõ là chị nói cái gì nhưng mà nôm nay chị cũng dàn xếp như thế nào đó để cho mẹ chị là tới 6 giờ mấy 7 giờ mới về đó thì lúc đó bắt đầu là cái người thầy nó mới tới thì chị cũng đã chuẩn bị sẵn này nọ đồ đồ cúng này nọ để trong nhà rồi thì khi mà cái người thầy cái người thầy bói đó mà mà mình hay gọi cách khác là thầy pháp á mặc đồ bình thường nha mặc đồ bộ như mà nó trời ơi nhìn không ra đó y như là mấy bà mà, mà miền tây với quê mình vậy thôi á chứ không có phải là, là, đồ gì ghê gớm đâu đi vô trong nhà thì bà cái bà thầy đó bà vừa mới bước vô trong nhà thôi là cái con chó ở đằng sau nhà chị á con chó của chị á nó sổ rần trời nó sổ mà nó còn kéo thêm mấy con chó hùa trong xóm sổ theo nữa nó sổ rần trời luôn thì chứ đó là nó mất lịch sự quá đó thì bắt đầu là chị mới ra chị mới đánh nó kì rồi khách tới nhà mày sủa âm sùm vậy rồi làm sao mà làm việc được. Chị sợ là chó sủa quá rồi bà thầy nhiều khi bà đọc kinh không có chạy. đã khoảng cỡ đầu 5-7 phút mà con chó nó vẫn cứ sủa như vậy rồi. Thì bắt đầu là cái bà thầy bà mới nói. vừa thôi. Đó khi nào mà giải quyết xong rồi đó. Thì nó mới hết sủa. Con chó nó không phải sủa tôi đâu. Nó cũng không phải là sủa cô đâu. Nó sủa người khác á. Đó đã là nói như vậy rồi bắt đầu chị mới biết không. Thì bắt đầu đứng đó. Cái lúc đó cũng làm bàn cúng lên rồi cũng tụng niệm xong cái bắt đầu là bà cũng cầm cây nhang như vậy đó bà cũng đi vòng 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 trong nhà như vậy nè xong cái bà còn đi ra ngoài chỗ cái đó nữa ngoài ngoài chỗ mà à, cái cái dũng mà cái cô đó cũng bị xe máy cài cát á đó ra đó là còn rải ba cái tro đốt kiểu như là cầm với tiền đốt rồi vậy bà đầu lấy cái tro cho nó rớt 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 xuống như đó đi vòng 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 vòng, vòng như vậy nè đã thì cứ bà cứ đi ra khỏi nhà là con chó nó ngân sổ mà bà bước vô trong nhà cái lặn chó sổ y như là cái dòng đi đi kế bên bãi hay sao thì không hiểu đó thì bắt đầu là cho đến độ khoảng 45 phút rồi Nãy lúc đó chị nói chị coi đồng hồ và chị sợ mẹ chị mà về bất chợt cái là mẹ bà, bà, vừa chửi chị mà bà vừa quýnh với bà bà thầy bói luôn dám thiệt là chị nói là, mẹ chị là dám quýnh lộn với chứ ơi bà thầy bói luôn bây giờ đâu mẹ chị ghét lắm đó thì bắt đầu là đến độ khoảng chừng cái đâu 15 phút cuối cùng thì tự nhiên chị nói là con chó chị nó im lúc đó này khi mà cái con chó nó im rồi á thì chị nói là à, Thì chắc là chị nó mừng trong bụng À chắc là cái bà thầy này Bà đã giải quyết cái dông chắc gần xong rồi Thành ra là cái dông nó không còn trong nhà nữa Thành ra là con chó nó mới im Là chị nghĩ trong bụng như vậy gì đó Đã nhưng mà độ khoảng cỡ đâu 5 phút sau thôi Thì cái bà thầy bà mới nói như vậy nè Đồ cúng á Bị thiếu rồi chứ nó ủa dạ thầy th thi thi thiếu gì thầy thầy thì th 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 dặn con mua hết rồi heo quay dịch quay gà luộc rồi thì là cứ chuột đó nó cây mâm quả trời ơi con cúng cái bạn cúng này con làm cũng hai triệu mấy đó thầy ơi thiếu gì nữa nó cái dông này đó đòi ăn thịt chó Đã đó bà nói cái dông này đòi ăn thịt chó chứ nó ủa, ủa vậy thầy đi đi bây giờ vậy bây giờ 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 sao giờ thầy hay để con chạy trời ơi, đó giờ con cũng phụ nữ con gái con cũng không biết ăn thịt chó nữa mà con ghét ăn thịt chó lắm mà giờ không biết đi mua ở đâu cái bà thầy bà mới nói gì nè thôi rồi nó ăn rồi đó thôi nó xong rồi đó bây giờ nó đi rồi đó thôi vậy nghe vậy hen thôi bây giờ là xong rồi thôi tôi 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 đi về bà lấy tiền đang quan nha bà lấy ở là mới nói tiền bạc này nọ nó kia lấy tiền này nọ đưa bao thư cho bà xong cái bắt đầu là bà bỏ bà đi về rồi vậy là thôi đó và chị nói là rất là bất ngờ luôn giống như một người đang nghe cái một người bị hụt hẫng như đó nó ủa vậy là xong rồi tự nhiên mới nói là đồ cúng đang thiếu rồi thiếu thịt chó chưa kịp đi mua mà nói ăn rồi là ăn sao thì chắc là mọi người tưởng tượng được đúng không mọi người em chị xong hết trơn rồi thì bắt đầu là mẹ chị cũng về rồi cũng ngồi nói chuyện chơi chứ nói là cũng một tiếng đồng hồ sau luôn. Nói, sao luôn chứ nó ủa xong thấy con chó im ru ta chị đi ra đằng sau hè thì cái con kỳ của chị nó đã chết ở đằng sau hè rồi à, nó nằm nó chết cái cổng dây của nó như vậy nữa không và chị nói không hiểu lý do tại sao cái cổng dây cổ nó, nó, siết vô rất là chặt trời ơi chị nói là chị phải dùng cái kéo chị cắt ra để mà chị chôn á tại vì mục đích của chị là chị muốn chôn con con chó đó ở dưới ở dưới quê luôn lâu lâu mình về thăm mẹ sẵn mình 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 thắp nhang cho con chó của mình đó là chị bình thương nè à như vậy mà chị nói là muốn không có tháo được cái cái cổ ra thì mẹ chị lại không tin mẹ chị nó ừ thôi chắc mày mày cột nó dưới đây là chó mày thả riết đó nó không có quen mày cười mày cột nó mấy ngày nay rồi nó nó nó, nó cục cửa cục cửa sao thì càng ngày nó càng siết mà thiệt tình đúng là có những trường hợp con chó là bị ngộp thở do cái đó nó cứ dùng dãy nè rồi cái dây cột nó càng ngày nó càng siết cho nên sao nó bị tình trạng như vậy đó thì chị đó chị cắt ra à, lúc mà chị, con chó nó chết lè lưỡi luôn á đó bắt đầu là cắt ra xong bắt đầu là chị cũng khóc trời ơi tôi nói là khóc ba ngày ba đêm luôn buồn buồn chưa từng thấy buồn luôn à, nhưng mà rồi bắt đầu lúc mà cái lúc mà chị khi mà chị đi chôn á mọi người hôm thì chị vuốt như vậy nè à, chị vuốt trên người nó thôi cho con ơi con, 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 con bỏ mẹ nọ đó không vuốt vuốt chị nó là trời ơi con chó chị là cái lông nó là cái lông mà vàng màu vàng trắng à, thì bắt đầu khi mà chị vuốt như vậy nè chị nói là khi mà chị vuốt chị nói là máu á nó tươm ra À, không hiểu lý do đâu mà chị vuốt là máu nó cứ tươm tươm ra và chị rờ ngay chỗ mà những cái be sườn của con chó đó, nó mềm mèo luôn mặc dù chị không phải là bác sĩ thú y mặc dù không phải là là cái bác sĩ là khám gì hết nhưng mà chỉ có cảm tưởng là giống như cái bộ đầu lồng với ba cái xương sườn của con chó này nọ hình như là nó bị nát luôn hay sao không hiểu nó mềm mèo y như là cái con thú Người bông vậy đó gờ vô tới đâu là mềm đó. nó nhìn nó lúng 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 cái tay tới đó như vậy mà chị lạnh người luôn À, là lúc đó là mới biết là cái lời bà thầy bà nói thì đúng rồi. có nghĩa là trên bàn thiếu thịt chó, vừa nói trước nói sau thôi là, Ờ à, thôi ăn rồi, là con là đủ rồi con chó là là ăn rồi. đó là cuối cùng là cái con quỷ đó, mà chứ nói trời ơi bây giờ chị kể lên mà chị tức mà sôi máu luôn á là cái con quỷ đó là nó đã ăn cái con chó của chị mà không biết ăn bằng cách nào, tại vì thịt thà yên nguyên. À. À, con đâu có bị cắn miếng nào đâu có bị trầy bị trượt gì đâu mà không biết sao mà nó quậy kiểu gì đó mà con chó chết mà chết rất là đáng thương này cháu kiển đó mọi người à rồi, rồi bắt đầu chị cũng uh, chôn cất cái nọ đầu xong thì bắt đầu là chị cũng lên chị cũng kể lại hết uh, cho mẹ nghe bức xúc quá đó. đó mẹ ơi vậy vậy đó bây giờ con quỷ nó ghê lắm mẹ ơi con mướn thầy tới rồi con chó con nó chết vậy 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 đó thì mẹ chị lúc này là không có cãi lại với chị nữa mà mẹ chị im à mẹ chị im lặng giống như là ngấm ngầm chấp nhận sự thật vậy đó thì thôi cái câu chuyện nó đến đây nó cũng hết rồi mọi người ha và thiệt tình đúng là từ đó trở về sau là coi như hết luôn không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì luôn mãi cho đến ba bốn ngày sau bốn năm ngày sau đó thì do chị buồn quá đi và mẹ chị cũng khỏe rồi buồn như con chó và mẹ chị cũng khỏe rồi thành ra là chị cũng quay trở về sài gòn đó là lâu lâu chị cũng về quê và tất cả mọi thứ nó như là bình thường à, và sau này chị cũng lấy chồng hiện tại của chị nè đó và hiện tại bây giờ thì chị đang định cư và sinh sống bên nước ngoài rồi mọi người do là chồng chị là có đi qua bên nước ngoài làm rồi đứt chị theo ha à, lâu lâu chị vẫn gọi điện về chị hỏi thăm mẹ hoài và mẹ chị nói là sống bình yên vô sự và không có thêm bất kỳ một chuyện gì xảy ra luôn Ừ, là để bổ sung thêm để nói cho mọi người biết được á là à, lúc sau này rồi thì chị cứ nói là sau này chị cứ nghĩ về câu chuyện nó hoài à cái câu chuyện mà nhà mẹ chị có ma chị nghĩ tí nghĩ lại nghĩ đi lại hoài thì lúc đó bắt đầu là chị cũng nghĩ à chắc là những cái bộ đồ của mình nó bị rách này nọ nọ kia là không phải là con chó của mình À, hên xui nha tại vì không ai làm không ai có bằng chứng gì cả nhưng mà tự nhiên con chó đang hiện vậy mà nó cắn hết quần hết áo rồi nó, 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 nó cào chuyện như vậy đã thì chắc như, trong những lúc chị chị đi ra ngoài trong những lúc chị không có mặt ở đó thì đã có một cái thế lực khác nó đã làm những cái trò như vậy để giống như là đây là thật sự là đúng là kiểu như con quỷ quyệt luôn á đây nhầm cái mục đích là 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 chị ghét con chó của mình chị cột con chó chị không có gần con chó nữa đó và tại vì con dông qua trong quỷ nhiều khi nó cũng sợ chó lắm chứ đó thì bắt đầu là khi mà chị ở một mình như vậy thì nó mới làm những cái trò khác là điển hình nhất là bắt chị ra đêm hôm chị vừa ngủ là lôi chị ra ngoài cái 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 hố đó mà nằm mà chị cũng không biết luôn là chị bị mai nhập hay chị bị mộng du hay là chị đi kiểu gì chị cũng không biết luôn ha mọi người ha đó rồi cuối cùng luôn là bây giờ biết là giết chị không được rồi đó có thầy tới rồi đó mới quay qua mới giết con chó của chị cho 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 hải giận giống như ăn không được phá cho hôi vậy đó trời ơi mặc dù đúng thật sự là cái cô gái này khi cổ còn sống cổ rất là hiền đó nhưng mà khi mà cổ mất quan ức như vậy rồi đó mà bị trời ơi mấy cài cán đứt người mà thì cổ đã thành dông quỷ rồi cổ rất là quậy thì để để nói như vậy để làm gì để mọi người hiểu được là cái chuyện mà một người người ta hiện lâu lâu tôi nói trời ơi ông này sao lúc ông sống hiền quá mà ông chết ông dữ gì đó là khác nha mọi người nha cái cõi tạm mình là cái cõi trần gian mình sống cái tính nết mình hình thành là do xã hội do um, gia đình do tuổi thơ nó hình thành tính cách của mình được chưa đó là cha mẹ sinh con trời xanh tánh nhưng khi mà mình đã bước vào cái cõi âm rồi thì nó sẽ có nhiều cái khác nó đã động vô và đôi khi chúng ta sẽ có một vài cái cái khả năng mà khi chúng ta còn sống chúng ta là không được thành thành ra là cái tánh nết nhiều khi mất rồi cái tánh nết nó lại nó lại trái ngược hoàn toàn như câu chuyện này một cái dòng quỷ rất là dữ dằn luôn ha mọi người ha đó rồi thôi đó là cũng là cái câu chuyện đầu tiên cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay hôm nay kể một chuyện thôi được chưa đó đây là cũng không có quảng cáo gì nhiều gì năm na đó ha mình xin báo giá lại hen à, có da cá trứng muối 135.000 hộp à, hộp rất là to nha rồi hợp uh, uh, khô bò viên được chưa hợp cũng vậy nhưng mà giá tiền nó rẻ hơn là ngày xưa là bán trăm bảy giờ còn có một trăm bốn mươi hộp khô bò viên thôi à rồi bắt đầu lập xưởng ừ, uhm, lập xưởng thì là một trăm bảy mươi là năm trăm gram được chưa bao ăn luôn mọi người nha rồi còn về bánh bía là siêu rẻ luôn một trăm ngàn ba cây không trứng mọi người ơi mà một cây như vậy á, là nó có bốn cái bánh bía thì mọi người chia ra đi một cái bánh bía nó còn chưa tới được mười ngàn đồng hình như là có 7 8 ngàn gì thôi là nó quá trời rẻ mọi người ơi 100 ngàn ba cây mà 12 cái bánh bía được chưa đó muốn có trứng thì mua thêm bánh bía có trứng thì thêm có 50 ngàn cũng được 12 12 cái bánh bía luôn quá trời ngon mọi người hè rồi thì nhớ đặt hàng giúp mình là những món sau đây nghe cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha chúc bác xin chào tất cả mọi người